vì sao chúng ta phải học các thư viện thường dùng như vậy. Tức là trong một số trường hợp á, chúng ta làm chúng ta không thể làm được, tức là trong cái dự án chúng ta không thể làm được, mà chúng ta phải đứng trên vai người khổng lồ. Tức là có những thư viện rất là hay rồi, xử lý dữ liệu mà ngôn ngữ đã cung cấp rồi thì chúng ta nên biết nó. Thì nó có rất nhiều thư viện, nhưng mà tôi lọc ra một số thư viện mà chúng ta thường dùng nhất ha. Vậy các thư viện đó là những thư viện nào? Thư viện xử lý ngày tháng này, có calendar, symbol def format. Thư viện xử lý số, number format, decimal format. Nhưng thực ra chúng ta chỉ cần làm decimal format thôi ha. Chỉ cần làm một decimal format là đủ rồi, để cách hiển thị theo ý mình thôi. Ví dụ là hiển thị về số thập phân chẳng hạn. Là thư viện toán học, chúng ta học về các căn bậc 2, làm sao chúng ta làm được, đâu biết ha, lũy thừa không làm được, các hàm lượng giác, sin, cos, tan, cotan là không biết làm ha. Và các thư viện xử lý về ngẫu nhiên, đặc biệt là những em nào mà làm các dự án bên thống kê thì phải là ngẫu nhiên ha. Thống kê mà chỉ định cái nào đâu được, nó phải ngẫu nhiên như vậy. Muốn làm ngẫu nhiên thì chúng ta phải dùng cái random để làm các ngẫu nhiên. Và cuối cùng là chúng ta học về cái thư viện xử lý chuỗi, đó là string builder, string tokenize. Lúc trước các bài trước là chúng ta học về chuỗi, nhưng đó là chuỗi thông thường thôi. Còn ở đây là hai lớp này là hai lớp đặc biệt để tiến hành xử lý chuỗi. Ví dụ như là về nối chuỗi, về tách chuỗi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thông qua string builder và string tokenize chúng ta làm. Nó hơi khó nhưng mà nó rất quan trọng ha. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết của từng phần. Thứ nhất là các hàm xử lý ngày tháng, đó là calendar và symbol date format. Ví dụ bây giờ này, người ta yêu cầu là hãy viết phần mềm hiển thị ngày tháng năm hiện tại của máy tính đi. Thì làm sao làm? Thì chúng ta sẽ dùng calendar. Còn symbol date format là gì? Symbol date format là cái lớp để gì? Hiển thị dữ liệu lên thôi. Tức là cách thức hiển thị của dữ liệu như thế nào nó lại thuộc vào symbol date format. Còn dữ liệu nó vẫn nằm trong calendar, chú ý ha. Thì cứ hiểu như sau này, calendar là nội hàm. Còn symbol date format là cái áo mặc lên thôi, tức là cái bề ngoài thôi ha, là bề ngoài hiển thị thôi, còn bên trong vẫn là calendar, chú ý. Ví dụ tôi này, bây giờ tôi mặc áo màu xanh đúng không, tôi mai tôi mặc áo khoác cũng là tôi, 21 tôi mặc áo thun cũng là tôi vậy đó ha. Để symbol date format chúng ta cứ tưởng tượng đó là cái định dạng thôi, cách thức hiển thị thôi ha. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng hai lớp này như thế nào ha. Các slide tôi nói, nhưng mà bây giờ tôi demo code thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn ha. Thì lập trình thì cái quan trọng nhất lập trình đó là chúng ta phải viết được ha, chúng ta phải thao tác, phải thực hành được. Như bài 07. Như Bắc Kịch, topica.edu.vn ha. Đây nhiều lớp này. Học xử lý ngày tháng. Học xử lý ngày tháng. Ta có ha, bây giờ làm sao để lấy được ngày tháng năm hiện tại? Đơn giản như sau, ta có calendar này, nhớ ha, chúng ta phải cần cho hoàng trắng ha, nó có CA, cần cho hoàng trắng. Thấy calendar nó thuộc java.gt này, ta chọn nó ha, tự động inbox phải không? Thì chúng ta là calendar bằng calendar chấm get instant. Nhớ là cái C hoa này này ha, mà có hàm này thì người ta gọi là các method static. Thì nó là static như nào thì qua phần đối tượng chúng ta sẽ nắm rõ nó ha. Thì cái hiểu như sau này, để lấy ngày giờ tháng năm hiện tại thì trước tiên phải thông qua cái hàm get instant của lớp calendar. Ví dụ bây giờ này, tôi muốn lấy cái năm ra thôi, tôi sẽ là in ha. In là năm này bằng calendar get get cái field đó là calendar chấm year đấy không? Đó, lấy được năm ra. Và chúng ta có thể xuất lên sau là sit out ha. Năm nay là năm. Nhớ lưu UTF-8 à. Đây. Tôi chỉnh cái này lại coi. Rồi nó chạy ha. Ok. 2016 phải không? Này máy 2016 thấy không? Đây. Hay ta có hay là in tháng sẽ bằng calendar chấm gì get là calendar. Rồi. Chấm month ha. Vậy là hôm nay là tháng
tháng gì đó, tháng à, ta lấy là tháng, à, ta chạy ha. Rồi. Tháng 1 là gì? Vì sao là tháng 1? Chúng ta chú ý chỗ này này. Đối với calendar, tháng nó sẽ chạy từ 0 tới 11 ha. Một năm có 12 tháng, nhưng đối với cái xử lý ngày tháng của ngôn ngữ Java, nó chạy từ 0 tới 1. Do đó nó là 1, tính chính là số 2 đó, là tháng 2 đó ha. Và khi chúng ta set số 2 vào thì nó hiểu là tháng 3. Để này, do đó muốn thay đổi tháng 2 thì phải thay đổi số 1. Tức là trừ đi một đơn vị đó. Do đó khi mà xuất lên thì chúng ta sẽ cộng thêm cái số 1 vào là tháng. Bản chất vẫn là cái biến tháng này nhớ ha. Còn mà chúng ta trả lời là tháng cộng 1 là sai. Tại vì đây chỉ là cách thức hiển thị thôi. Đó là tháng 1 nó sẽ là số 0. Tháng 12 nó sẽ là số 11. Chúng ta chú ý là chạy ha. Đây, tháng 2. Rồi ta có này. In ngày bằng calendar get, lấy calendar ha, calendar chấm day ha, date hoặc là day of month đều được ha. Rồi ta xuất thông tin như sau là sit out, hôm nay là ngày ngày 6 á, thì hôm nay là năm 2016 ta thấy không? Rồi tháng 2 và ngày 26. Đó là cách thức mà lấy riêng lẻ từng cái. Còn bây giờ chúng ta muốn lấy hết luôn thông tin, muốn hiển thị theo kiểu Việt Nam mình là ngày tháng năm thì làm như thế nào? Thì cũng có nhiều cách. Trong đó cách dễ nhất đó là chúng ta dùng cái thư viện Symbol Desk Format. À, ví dụ này, ở đây là lấy riêng lẻ đúng không? Bây giờ tôi muốn lấy luôn cái ngày tháng năm. Tôi có Desk này, cũng cần cho hàng trắng. Nhớ là Desk thuộc Java với Ut. Chúng ta đừng có chọn Desk java.sql, tại vì java.sql bên trên á là dùng để tương tác cơ sở dữ liệu, ví dụ như là access SQL server, MySQL hoặc là Oracle vân vân ha. Thì chúng ta nhớ chọn java.ut. Ai, ví dụ ở đây chúng ta đặt là t đi, sẽ bằng calendar get time. À, cái hàm get time là hàm trả về toàn bộ thông tin liên quan đến ngày tháng năm, giờ phút giây hiện tại đó ha, tất cả mọi thứ tất tần tật luôn hết ha. Nhưng mà hiển thị lên thì hiển thị hết thì không ai quan tâm. Người ta quan tâm là ngày tháng năm hay là giờ phút giây là đủ rồi. Ví dụ này, bây giờ tôi muốn hiển thị là ngày tháng năm. Muốn hiển thị là ngày 26 tháng 2 năm 2016 thì làm như thế nào? Thì chúng ta coi, quan sát như sau ha. Ta có là Symbol Desk Format này. Ta học cái Symbol Desk Format là cái lớp sử dụng rất là nhiều ha. Symbol Desk Format. Symbol Desk Format. Symbol Desk Format. Cái lớp này nó đơn giản tới mức chúng ta không thể nghĩ ra được. Cái đây. Nè, định nghĩa. DD MM II. Thì chúng ta cần hiểu là gì này? Ta cần hiểu ha. Là D là đại diện cho ngày, tức là viết tắt của từ từ đây á, tiếng Anh á. Đây. Rồi. M là M hoa ha. M nhỏ là foot, là minutes ha, cái này là mân ha. Là đại diện cho tháng. Đó, còn y ha là đại diện cho năm. Còn chúng ta thấy DD là gì thì DD tức là những cái ngày nào mà nhỏ hơn 10 thì nó tự động thêm số 0 đằng trước. Ví dụ là cái số 2 này này, nhỏ hơn 10 đúng không? Thì nó là 02. Thì nó đẹp, nó đều từ đầu chí cuối là tất cả là nó có gì? Năm là 4 ngày này, cái 22 là 8 ha, 82 là 10 này. Nó 10 ký tự từ đầu chữ cuối nó đẹp, thường là đều nó mới đẹp ha. Không biết vì sao con người chúng ta lại muốn đều nó mới đẹp, không hiểu. Kệ nó đây. Chúng ta làm tiếp này. Ta thử xuất ra như sau này. Sit out. Xuất ha. Hôm nay hai chấm cái đi, cộng ha. Symbol desk format chấm format, là cái lệnh format đây này. Là hiển thị dữ liệu lên theo cách của ta. Cách gì? Cái ngày tháng năm, thấy không? Đó. Rồi ta thử chạy cái ha. Thử chạy lại cần cho nét 11. Ờ, thấy không? Này, 2602 này, thấy không? Đó. Đấy, DD này, MM này này. Đó. Là những cái tháng nào mà nhỏ hơn số 10 thì nó chính là thêm số 0 đằng trước. Nó đẹp. Ha. Rồi, trường hợp thứ hai, chúng ta gặp như sau này. Ví dụ ha. Giả sử chúng ta gọi là Symbol Desk Format. Chúng ta đặt là Symbol Desk Format 2 đi ha, bằng new ha. Chúng ta chỉ muốn như sau này. D thôi. Sẹt M thôi ha. Sẹt II thôi, ví dụ vậy ha. II hoặc là 4 cái gì cũng được.
4 y tức là ngày tháng là nguyên cái 4 số, còn 2 số thì lấy 2 cái đằng sau thôi. Ở đây giả sử cố tình là để DM 4 y đi ha. Chúng ta 2 y cũng được ha. Ta xuất thông báo này. Sit down. Hôm nay 2 chấm ha. Symbol def format 2 ha, chấm format nè, tôi truyền vào là cái tệ. Để khác nhau không? Này để ý này. Nó dễ hiểu đúng không? Như vậy là cùng một nguồn dữ liệu này, cùng một cái T, cùng với nguồn dữ liệu đó, anh mặc áo này thì anh ra thông tin này, được chưa? Anh mặc áo bên dưới ấy, thì anh ra thông tin này. Đây là cách thức hiển thị thôi, còn bản chất nó vẫn là cái T, chúng ta chú ý này này. Đó. Bây giờ chúng ta có cạo chọc lóc đầu làm sư đi cũng là ta thôi. Rồi đó là ví dụ về định dạng ngày tháng năm. Bây giờ chúng ta muốn hiển thị luôn là bây giờ là mấy giờ á? Thì chúng ta có thể làm như sau này. Ví dụ chúng ta có là symbol date format. Symbol date format 3 đi ha. Ta muốn này new. Đó là ví dụ là DD MM II ha. Tôi muốn hiển thị luôn ngày tháng năm là H hoa này. H hoa là định dạng 24 giờ. Thế giới người ta dùng 24 giờ, còn ta dùng 12 giờ là H thường ha. H thường tức là chạy từ 1 tới 12, H hoa là đến 24 giờ ha. M thường là phút này, SS là giây này ha. Đây. Ta lại chạy ha. Sit down. Hôm nay 2 chấm symbol date format 3 chấm format chuyển gì? Chuyển cái tệ. Chạy này. À thấy không? Nè. 16 giờ 24 28. À. Hay là chúng ta muốn thêm một cái định dạng nữa này. À ví dụ như chúng ta có là symbol date format. Symbol date format 4 bằng new. Ta muốn có là giả sử chúng ta muốn định dạng là HH ha. MM SS ba cái A này ta thử coi ha. A này. A là bây giờ là hai chấm mà ta làm là symbol date format 4. Chúng ta format format chúng ta truyền vô cái gì tới T. BM đó. Này. Bây giờ là 4 giờ 25 PM thấy không? Tại sao đối với cái BM này chúng ta lại không dùng H hoa mà dùng H thường? Tại vì phải dùng H hoa, H thường thôi. H hoa người ta đã chỉ định đó 24 giờ rồi thì không ai nói là 16 giờ PM hết trơn đó. Không ai làm như vậy. Chỉ khi nào là 12 giờ chúng ta mới có AM PM, chú ý ha. Do đó dùng H hoa thì dẹp cái AA đi. Ba cái AA này là đại diện cho AM hoặc PM này. Vậy một câu hỏi là làm sao chúng ta biết được cách này? Làm sao biết được? Làm sao mà biết được chứ? Chúng ta phải lên Google ta search thôi, ta search là symbol date format enter cái nó ra hết những thông tin này này, ta copy paste thôi ha. Để tôi check cái này coi ha. Ta coi này. Ví dụ như sau, chúng ta vào Google ha. Ta search đó là date format đi ha. Date format Java đi. Gõ nhanh quá xử lý không kịp đây. Format Java. Đây. Ta bấm vào ha. Nè, thấy một nùi không? Đó, một đống này nó ví dụ của ta này đó, đây là ví dụ này. Đó, thoải mái ta cứ copy nguyên cục này thôi, đã ví dụ cục này này. Copy cái cục này thì nó ra một đống này này. Mà không cần nhớ mấy này tại vì bác Google bác có rồi ha. Cái người thông minh nhất là ông Google, cái lên đó hỏi nó. Như vậy là chúng ta đã trả lời được là cái này ở đâu ra. Cái này là Java cung cấp sẵn ha, mà chúng ta không cần nhớ. Tại vì Google nhớ dùng rồi, chúng ta biết lên search là được rồi. Nhưng mà theo kinh nghiệm thì tôi thấy là các công ty người ta cần thông tin này đủ rồi ha. Lấy được từng cái riêng lẻ này, lấy ngày tháng năm này, ngày tháng năm giờ phút giây mà lại có luôn AM PM là quá đủ rồi, không cần thiết nữa đúng không? Rồi như vậy là tới đây chúng ta đã nắm được các hàm, các thư viện xử lý ngày tháng năm ha. Hai cái lớp quan trọng đó là calendar và symbol date format, chúng ta cần nắm mấy này cho tôi. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cái thư viện đó là các thư viện về xử lý ha, xử lý định dạng số. Đó là decimal format là định dạng số ha. Ví dụ như là chúng ta có một cái số rất là dài, giả sử như điểm đi, chúng ta ra một số rất là dài như vậy thì không ai xuất cái điểm dài lung tung như vậy mà người ta phải định dạng dữ liệu thôi. Vậy để làm được cái này, tôi sẽ nêu một cái lớp ha. Chúng ta quan sát này. Ta nêu một cái last.
đặt cho tôi đó là học xử lý định dạng số. Dạng số ha. Đây. À, chúng ta xem ha. Giả sử chúng tôi có này, double toán bằng 7 bằng 5 đi ha. Double lý bằng 6. Và double ha. Hóa chúng ta bằng 7 đi ha. 5 6 7. Đây là 9 đi ha, 9 đi. 11 cộng 9 là 20 rồi, 20 chia 3 nó sẽ lẻ ha. Bây giờ tôi có điểm trung bình ha. Double điểm trung bình sẽ bằng gì? Toán cộng lý cộng hóa chia 3 đúng không? Ta xuất ra này. Xuất. Điểm trung bình bằng điểm trung bình. Ta chạy ha, ta cần cho F11 chạy này. Rồi ta thấy đó. Không ai mà cầm bằng điểm một núi như này. Nó rất xấu. À, không có chỗ nào giấy tờ mà in được cho chúng ta đâu. Mà nhìn cái số này là thấy rớt từ vòng gửi xe đạp rồi đó. Cầm đơn này nộp rớt luôn. Không kịp gửi đâu rớt. Thì làm sao cho nó định dạng cho đẹp. Thì ở đây ta làm ha. Ta coi một lớp gọi là decimal format. Có một cái decimal format chúng ta nhớ ha. Cũng có các ký tự đầu thôi rồi cần trong khoảng trắng. Thì chúng ta sẽ thấy tự động inbox ha. Nhớ là đừng có gõ inbox này nhá. Tự ra. Còn ai mà ngồi gõ này là chắc chắn là sai rồi đó. Tại biết gì đâu mà gõ. Gọi đây này tự ra này. Đây vậy decimal format bằng new. Ví dụ tôi định dạng này. Ba cái rào đây coi. Rào chấm rào rào ha, dấu thăng đó đè phím shift gõ số 3 đấy ha. Đây ta thì xuất coi ha. Công nghệ cao này, ta xuất này này. Ta sẽ lấy là decimal format chấm format. Thấy không? Format nó giống như decimal def format thấy không? Ta chạy coi ha, hai trường hợp này nó như thế nào. Thấy khác biệt không? Là 6.666 một nồi chạy từ đây đến quận 1. Nhưng mà chúng ta sẽ ngừng lại nó chỉ có 2 này đây, 6.67 là phù hợp ha. Vậy nó rất dễ hiểu ha. Vậy đối với xử lý số hiển thị chúng ta chỉ cần nắm cái decimal format là đủ rồi, không cần làm gì phức tạp hơn ha. Như vậy thì decimal format rất đơn giản, nó chỉ cần new một cái thôi. Rồi sau đó chúng ta chấm format, bao nhiêu ký tự đằng sau thì cứ thêm chút nào thôi. Ví dụ là người ta yêu cầu là ngân hàng chúng tôi phải yêu cầu là 8 số lẻ thì chúng ta gõ 8 lần nữa cũng được. Nhưng thường 3-4 cái là đủ rồi ha. Rồi đó là về decimal format ha. Tiếp theo chúng ta sẽ học về các thư viện toán học ha. Các thư viện toán học nó quan trọng khi nào? Khi chúng ta phải gặp những cái dự án mà khách hàng người ta đặt đơn hàng đó là làm về toán học, ví dụ là vẽ phương trình hay là tính căn bậc hai sinh cốt, mấy cái đó ta không thể làm được chắc chắn rồi. Tại nó là một quá trình cả mấy thế kỷ các nhà khoa học người ta làm ra, chúng ta biết gì đâu làm, chúng ta lấy xài thôi, xài được là ngon rồi. Như vậy thì để làm toán học đó chúng ta có phương thức MATLAB ha. Thì lý thuyết thì có trên slide nhưng mà tôi muốn giải từng cái trong coding thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Chúng ta xem ha. Chúng ta sẽ new một cái lớp, chúng ta đặt cho tôi đó là học học xử lý toán học. Đây. Ví dụ ha, chúng ta có này, giả sử như chúng ta có một cái số là in n bằng 25 để từ sit down ha. Căn bậc 2 của 25 bằng, tại đây là mét ha, mét này chấm này, SQRT là căn bậc 2, ta chuyển n vào. Ta thử chạy ha, chạy nó này. Đây, 25. Căn bậc 2 của 25 là 5.0. Căn bậc 2 để trả về số thực hiển nhiên rồi, tại vì có những số căn nó tính ra số lẻ thì nó là số thực ha. Hay chúng ta muốn tính lũy thừa này, ví dụ như chúng ta có là in x bằng 8, in y bằng 3. Vậy chúng ta muốn làm ha, sit down. Ta gọi là x ha, x mũ này, y bằng ha, x mũ y bằng cái gì? Mét chấm bao, đối số thứ nhất là x, đối số thứ hai là y, đây là x mũ y. Vậy rất dễ hiểu ha, căn thì một đối số thôi, còn bao là lũy thừa là x mũ y. Chúng ta chạy ha, chạy này, thấy không?
8 × 8 × 8. À, 8 × 8 × 8. Rồi, hàm tiếp theo ha, là chúng ta học về cái hàm đó là giá trị tuyệt đối. Ví dụ tôi có này, in k bằng âm 113. Xí đạo ha. Giá trị tuyệt đối ha, giá trị tuyệt đối của gì? Của k bằng gì? Bằng mét ha, chấm ABS k. Đã chạy ha, cần cho nó F11. Ha. Giá trị tuyệt đối của một số âm là một số dương. Đấy. Bây giờ chúng ta qua gì? Làm sao để tính được ví dụ bây giờ chúng ta phải viết cái phần mềm là tính cái diện tích của hình tròn, tính chu vi và diện tích của hình tròn đi ha. Ta biết rằng chu vi của hình tròn đó là bằng gì? 2pi nhân r. Đúng không? Diện tích là pi r bình phương đúng không? Thì chúng ta có thể áp dụng toán học chúng ta làm luôn. Ví dụ là ta có này. Ta có là in bán kính. Bán kính nha. Bằng 5. Rồi tôi có đây double ha. Chu vi sẽ bằng gì? 2 nhân pi. Pi là chỗ nào? Ta có mét này. Chấm pi. Thấy không? Pi không bị nhân cho bán kính. Ví dụ vậy ta có ha double ha. Ta có diện tích này bằng pi nhân r bình phương mét chấm pi nhân mét chấm bao của bán kính bình phương quá. À, vậy ta có chu vi diện tích đó. Vậy không nắm vào toán học làm sao làm được mấy này đúng không? Vậy ta có xích nào? Chu vi bằng chu vi. Rồi diện tích bằng diện tích. Chạy ha. Nè, một núi á. Mà để không có một núi lung tung thì chúng ta sẽ dùng cái gì để? Chúng ta dùng cái lớp chúng ta vừa học á. Đó là decimal format đúng không? Thì như vậy giả sử như đề bài khách hàng ở đây còn không, tôi thì hiển thị còn tối đa khoảng 5-6 chữ thôi thì chúng ta chỉnh lại 5-6 chữ. Còn bản chất nó vẫn là số này ha, vẫn là một nồi lung tung đằng sau đây này. Bây giờ chúng ta qua một số hàm cuối cùng về toán học, đó là cái hàm lượng giác, liên quan lượng giác. Ví dụ là cho một độ bất kỳ nào đó thì hỏi sin cos của nó bao nhiêu. Mà hồi toán học chúng ta học rồi đấy, tôi nhớ không lầm là lớp 9, lớp 10 chúng ta học về lượng giác đúng không? Để tính được một độ thì bắt buộc chúng ta phải tìm ra radian. Nè, chúng ta biết gì? Ta có ha. Để tính một độ này, đó là cho một độ bất kỳ ha. Một độ tức là một góc á. Một góc bất kỳ. Tìm sin cos ha. Tìm sin cos của nó. Tìm nha. Tìm sin cos tan cotan ha. Làm sao làm? Thì quy tắc làm như này là bước số 1 ha. Ta phải gì? Đưa một góc về radian đúng không? Radian. Mà radian chúng ta làm gì? Chúng ta học rồi ha. Radian này, toán học ngày xưa đó là bằng cái gì? Pi đúng không? Bằng cái số pi nhân cho góc chia 180 đúng không? Rồi sau đó chúng ta mới tính sin ha. Chính là tính là mét chấm sin á, sin của radian á. Radian ha. Tương tự như cho gì cos tan cũng vậy thôi. Đó. Rồi. Nhưng mà thì đối với cái góc này nhớ chúng ta phải đưa về radian trước rồi sau đó chúng ta mới làm gì thì làm. Rồi ta thử ha. Ta thử tính này. Ta có là in một cái góc bằng 90 độ đi. Cho bằng 45 độ đi ha. Cho đại đi là 30. Rồi tính radian là double ha. Radian bằng pi nhân góc chia 180. Thấy chưa? Vậy ta có sin này. Sin nào? Ta có là sin nè. Sin của gì góc sẽ bằng ha. Sin của góc đó nó sẽ bằng này, bằng cái mét chấm sin của radian. Của radian ha, thấy không? Rất dễ hiểu ha. Thì đầu tiên là phải đưa về radian trước. Đây là toán học mà, chúng ta không sửa được đây công thức này, ta không nghĩ ra được đâu ha. Ta phải xài lại của họ thôi, của nhà khoa học người ta đưa lại. Mà chúng ta có là đổi được ra radian thì chúng ta lấy được cái sin. Thì ta chạy thử ha, sin của 30 độ này. Đó, bây giờ ta chỉnh lại sin của 90 độ ha. 90 độ. Đó là số 1. Đúng rồi, sin 90 độ bằng 1 rồi. Đây. Thì ta chỉnh nó là bằng 55 độ đi cho ra lung tung coi. Đó ra một nồi gì đó.
Tương tự ta xính nha, công nghệ cao này, cần chân C, cần chân V. Ta sửa cái sin này thành cái cos. Sửa này thành cos ha. Chạy này. Đó, sin cos. Tan chúng ta có này. Tan thì nó có như sau, nó có hàm là mét chấm tan, chạy này. Cũng ra được ha. Hàm cotang thì nó không có, tại vì khi chúng ta đã có sin cos rồi thì chúng ta lấy cos chia sin nó đã ra cotang, hoặc là 1 chia tan, nó cũng ra được ha. Ví dụ là ta thử coi ha. Ta cũng sửa là cotang sẽ bằng 1 bằng cos đi ha, mét chấm cos này chia sin đúng không? Đây. Ta chạy coi. Đó. Hay là chúng ta làm một thao tác khác, ta chạy ha. Cotan này, sửa lại là cotan. Thì ta là cho là 1 chia cho tan. Hai này giống nhau ha. Đó mà không giống không sao, này số lẻ đằng sau này đó là do cái phép sai số của hệ thống thôi, không phải của ta ha. Cái này chúng ta sử dụng lại thôi. Đây. Tại vì sao cos nó sẽ tạo ra một sai số, sin nó tạo ra một sai số. Có hai cái sai số là khác nhau rồi. Ở đây nó chỉ có một cái sai số thôi, ta để ý ha. Như vậy là cái số này là số rất nhỏ này. Và nó cũng lệ thuộc vào số bi nữa, tại vì bi nó là một chuỗi vô tận. Đối với ngôn ngữ lập trình nó không thể lấy hết vô tận được ha. Nó lấy một cái, đến một cái giai đoạn nào đó thôi. Rồi đó là cách học về mét. Như vậy chúng ta cần biết cách sử dụng nó ha. Tính căn bậc 2, tính lũy thừa, tính giá trị tuyệt đối, rồi tính các lượng giác như thế nào thì nó rất là dễ sử dụng mà. Nó dễ sử dụng thôi, nhưng mà chúng ta làm ra nó không được đâu ha. Cái này là do cái nhà cung cấp người ta đưa ra thôi, các nhà khoa học đưa ra. Tiếp theo chúng ta sẽ qua một cái thư viện, đó là xử lý số ngẫu nhiên. Như tôi đã nói, số ngẫu nhiên rất quan trọng trong trường hợp xác suất thống kê. Như vậy thì đối với random nó hoạt động như thế nào, chúng ta coi này. Ta sẽ dùng cái lớp random, new random ha. Hàm net in này, net in là trả về các số ngẫu nhiên từ 0 cho tới n-1. Ví dụ như là chúng ta truyền n bằng 99 thì nó chạy từ 0 tới 98. Chúng ta truyền 100 thì nó chạy từ 0 tới 99, 0 tới n-1 chúng ta chú ý ha. Và đây tôi đưa ra một số bài tập là làm sao lấy số ngẫu nhiên từ 0 tới 100 hay âm 100 tới 100. Thì cái này chúng ta sẽ phải tự làm được ha, suy luận từ cái tôi làm ra. Giờ chúng ta sẽ new một cái lớp, đó là học số ngẫu nhiên ha. New lớp. Học số ngẫu nhiên. Ta có này. Bây giờ tôi sẽ làm một cái mảng đi ngẫu nhiên cho dễ ha. Tôi có một cái mảng là in m bằng new in. Ví dụ như cho nó là 10 phần tử. Được chưa? Rồi. Ta có này. Random ha, cần cho hoàng trắng này, ta thấy không, là thuộc Java chứ UT, là để ý này ha. Đây. Như vậy chúng ta sẽ có là RD bằng new random. Bây giờ ta truyền giá trị ngẫu nhiên cho nó nha. Ta có là for in i bằng 0, i nhỏ hơn m.len, i cộng cộng. Mảng ta học rồi, ta kết hợp nó thôi. Vậy ta có là mi sẽ bằng RD.net in. Chuyển 100 vào, tức là như vậy mạng của chúng ta sau khi thực thi nó sẽ có các giá trị ngẫu nhiên từ 0 tới 99 nha. Chúng ta xuất ra thôi, vị ta xuất thử này, đó là mạng ngẫu nhiên là ta xuất ha, for in i bằng 0, i nhỏ hơn m.len, i cộng cộng, ta xuất sit out, nhớ là rin thôi chứ không rin line ha, ta cho mi. Rồi, xẹp te ha. Ta nhớ là cái số ngẫu nhiên này nó dựa vào cái pin CMOS đó, nó tạo ra ha. Chạy nó. Thấy không, này ngẫu nhiên này. Ta chạy tiếp ha, ta chạy tiếp này. Ngẫu nhiên tức là đâu giống nhau đâu ha. Nó không giống nhau không có nghĩa là lần nào cũng khác nhau ha. Nó có thể giống nhau một số phần tử nào thôi, nhưng nó không thể giống nhau hết toàn bộ được. Đó, thì tùy máy nó làm ra mà. Đó. Cái ngẫu nhiên này nó rất lợi hại trong phần thống kê. Tại vì hãy lấy ngẫu nhiên cho tôi 10 người trong danh sách 100 người.
thì phải dùng cái này lấy coi. Ví dụ bây giờ tôi yêu cầu này, hãy xuất giá trị ngẫu nhiên cho mảng trong đoạn từ âm 50 cho tới 50 thì làm sao? Âm 50 tới 50 thôi. Thì chúng ta có quy tắc gì? Đây, maximum của này này, maximum của này thì ra n trừ 1 đúng không? Để tôi thử ha. Thử về random này ha. Về ngẫu nhiên random là muốn cái đoạn từ âm 50 cho tới 50. Thì ta có gì? Ta có gì in x ra. Ví dụ ta có in x này. Giả sử như chúng ta cho một số gì trước. Tại vì chúng ta cho trừ 50 trước đây. Cho 50 ha. Hoặc là trừ 50 được. Cộng cho rd.net in. Net in. Ví dụ tôi chuyển cho là 101 có được không? Thử này. Tối đa của 101 là 101 trừ 1, tức là 100. Vậy thì 100 trừ cho 50 nó ra 50, đúng không? Tối thiểu của 101 nó là số 0. Vậy thì 0 trừ 50 sẽ ra âm 50. Như vậy là đúng ha. Đó. Maximum của nó là n trừ 1 mà, do đó là 101 trừ 1. Tương tự như vậy cũng có hỏi đó, chúng ta tự làm những cái này ha, nó rất là dễ. Chúng ta tự suy luận làm. Như vậy chúng ta cần sửa lại này, có phải là chúng ta sẽ bằng trừ 50 không? Cộng cho 101 không? 101 ha. Đó. Vậy nó sẽ ra được này, ta chạy này. À, nó sẽ ra cái số ngẫu nhiên như thế này ha. Đó. Ngẫu nhiên trong đoạn bất kỳ nào đó cũng được, nó rất là quan trọng ha. Còn các dự án bình thường thì chả rờ đến nó bao giờ ha. Nhưng mà trong các dự án game chắc chắn có xài. Game mà, game thì phải ra ngẫu nhiên. Ra ngẫu nhiên tức là không cho người chơi game dự đoán trước phần mềm sẽ ra gì. Còn nếu như mà cố định nó ra gì thì người ta chơi một lần người ta nhớ rồi đúng không? Do đó phải dùng random trong game thôi, không thể không dùng được. Cái là hiển nhiên rồi, chúng ta phải công nhận ha. Ta mở game lên chơi, hôm sau mở lên easy vậy, hôm sau easy vậy thôi, dẹp luôn cái game luôn ha. Nó phải lung tung, phải dùng game. Game thì dùng random, chúng ta chú ý này ha. Rồi đó là tôi ví dụ về cái random. Và cái trường hợp sử dụng của nó là hai trường hợp chính chúng ta xài, đó là gì? Về thống kê. Thống kê phải là ngẫu nhiên nó mới chính xác được, nó mới khách quan được ha. Còn mà thống kê mà này, nhà ngươi phải ra cho ta chỉ từng người cái đó không đúng ha. Cái đó là chủ quan này, không đúng ha. Và trường hợp thứ hai ta xài đó là game thì phải ngẫu nhiên, tức là không cho người ta biết trước thông tin ha. Cái này là hiển nhiên đây. Rồi cái thư viện tiếp theo chúng ta cần nắm ha, coi như là thư viện cuối cùng, đó là các thư viện về xử lý chuỗi. Phần xử lý chuỗi này cũng rất quan trọng này. Ở trong phần xử lý chuỗi thì có rất nhiều lớp, nhưng mà tôi chỉ cần dùng hai cái hàm, hai lớp quan trọng thôi. Chúng ta thường gặp đó là string builder, string builder và string token này. Nhưng mà cái string token này á, là nó sẽ dùng cho các version nhỏ hơn 1.4. ta để ý cái này này. Là string token này là những version nào mà nhỏ hơn 1.4 thì xài. Còn mà những cái version 1.5 trở lên, 1.4 trở lên thì nó đã có hàm slip rồi. Cái version cao hơn đã có slip. Thì slip nó sẽ hoạt động tối ưu hơn. Nhưng mà lỡ mà có những dự án cái hệ thống nó chạy ổn định rồi, không lẽ bây giờ lôi đẻ ra sửa nó, nó đang bình thường mà đâu bệnh đâu tự sửa nó, không được. Hoặc là máy của khách hàng người ta rất là yếu, người ta không muốn cài thêm gì cả, cứ version cũ mà xài, người ta không cho xài GTK 1.8, tôi đang xài 1.3, cứ 1.3 cho tôi, đừng có đụng vào. Thì bắt buộc chúng ta phải quay lại trình token này. Nhưng mà dĩ nhiên là cái này phải lệ thuộc vào cái khả năng đàm phán của ta ha. Làm dự án vậy, cái khả năng đàm phán rất quan trọng. Và chúng ta không được tỏ vẻ nguy hiểm khi đàm phán dự án. Như là dự án chúng ta viết 3 tháng nhưng mà chúng ta nói xạo là em viết có 2 tuần xong. Như vậy dĩ nhiên cái mức tiền cho dự án đó người ta giảm đi ha. Phải nói khó lên, khóc lóc lên ha. Chú ý này nha. Không tỏ vẻ nguy hiểm cái này. Nhưng tôi mới nói sơ qua để chúng ta xài nó ha. Hàm slip chúng ta nói rồi. Và cái string builder ha. Ta còn cái lớp là string builder này. String builder là nó thay thế cho nối chuỗi cộng. Cái sự khác nhau giữa nối chuỗi cộng này này. Và string builder nghĩa là gì? Chúng ta cần nắm này. Cái dấu cộng khi chúng ta new một cứ một dấu cộng là tự động nó xin hệ điều hành ơi cho ta một bộ nhớ đi. Như vậy cộng 100 lần xin 100 lần. Tốn kém, xin gì? Xin hoài, xin lần thôi, dùng string builder xin lần. Mà đặc biệt trong phần xử lý chuỗi
liên quan đến file, file local hoặc là dữ liệu internet thì tuyệt đối đừng có dùng dấu cộng ha. Tại vì khi chúng ta làm dự án lớn, dấu cộng nó sẽ làm chậm, rất là chậm cái phần mềm. Ví dụ như hôm trước tôi test một cái dữ liệu nó khoảng là 600.000 thông tin, nó chạy cực kỳ chậm, nhưng khi tôi đổi qua Trinh Builder nó chạy chỉ mấy giây xong thôi. Chúng để ý này ha. Do đó là chúng ta học Trinh Builder là nó thay thế dấu cộng. Như vậy thì nếu như mà nối chuỗi nó chỉ có 1, 2, 3 chuỗi thôi thì chúng ta dùng dấu cộng cho rồi đi, nó không xi nhê gì hết. Nhưng mà khi nó quá nhiều thì chúng ta nên dùng Trinh Builder, chúng ta chú ý ha. Đây là lý do vì sao là tôi khuyên dùng Trinh Builder khi chúng ta có nối chuỗi nhiều, đặc biệt là tập tin và dữ liệu từ internet, chú ý ha. Và Trinh Talk Online là nó sẽ dùng cho version nhỏ hơn 1.4, là do cái này là do khách hàng thôi ha. Do khách hàng, tức là những khách hàng bảo thủ á. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có khả năng đàm phán tốt thì chúng ta sẽ nói người ta chứ. Nói tư vấn để có lợi cho ta đó, hiển nhiên rồi. Tự nhiên tư vấn không ai dạy gì tư vấn cho ta khổ hơn, đúng không? Nhưng mà đôi khi có những người thích khổ vậy đó. Vậy tôi sẽ nói hai cái này ha. Thứ nhất là cái Trinh Builder. Đấy. Ta sẽ là học xử lý Trinh Builder. Ví dụ ha. Ta sẽ có là Trinh Builder. Chúng ta phải tưởng tượng chúng ta đang đọc dữ liệu từ file rất là lớn, ví dụ như cả trăm mê cả ghi ha. Đọc từ internet xuống nó đọc cả khoảng 10 phút mới xong, ví dụ vậy á. Còn bây giờ phải tưởng tượng như vậy ha. Ta đặt một lớp builder, một cái biến builder bằng new ha, Trinh Builder. Ví dụ tôi for đại này, tôi làm đại ha, for in y bằng 0 ha. Y nhỏ hơn 100 đi, rồi y cộng cộng. Tôi đưa vào ha, là builder chấm s này, append ha, chấm append này, có hàm append thay thế cho dấu cộng ha. Đó là gọi là phần tử thứ y. Đây. Đây tôi muốn nối thêm cái xuống dòng cũng được thôi ha, vì là xuống dòng thì nối thêm cái sẹo n ha, sẹo n. Đó. Và cuối cùng xuất ra rất đơn giản này, ta chỉ cần là sit out cái gì builder chấm toString. Đó, ta chạy này á. Thấy không? Phần thứ y chứ, phải cộng cái y này ha. Đây. Chạy a cần tròn M1, thấy không? Chạy này. Thấy không? Giả sử cái này nó tăng lên khoảng 1 triệu, 1 tỷ thông tin, chúng ta phải thấy cái lợi hại của Trinh Builder ha. Còn nếu mà 100 nó chả là gì cả, 100 với 1.000 cũng không là gì cả đâu. Nhưng chúng ta phải tưởng tượng cái điều đó ha. Vậy tôi khuyên đó là khi đọc file local hoặc đọc dữ liệu internet nối chuỗi nhiều thì đừng có dùng dấu cộng mà chúng ta dùng Trinh Builder. Ví dụ cái này chỉ có hai cái này, phần tử cộng này, thấy dấu cộng không? Ở đây nó chỉ có một lần cộng thôi, nhưng mà nguyên cái này là một đống này ha, một đống này thì chúng ta phải là append nó, thấy không? Nguyên này thành một chuỗi này ha, phải chú ý này. Rồi đó là chúng ta học về Trinh Builder và chúng ta thấy là trong trường hợp nào lên xài nó và cái lợi hại của nó so với dấu cộng là gì, chúng ta chú ý này cho tôi ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua cái Trinh Token này. Token này ha. Ta có này. Ví dụ như tôi có một chuỗi như sau này, S bằng học ha. Học học nữa. Học mãi ví dụ vậy đấy ha. Đó, học. Bây giờ tách ra thôi. Dạ thì bây giờ muốn tách chỗ phẩy này ha, muốn tách chỗ phẩy này nè. Thì ta làm như thế nào? Thì chúng ta có nè, ta sẽ có là một cái Trinh Token này. Cần cho thằng trắng luôn ha, Token này nè. Token ha bằng new. Ta truyền vào cái SC. Thì để ý này, nếu như chúng ta dùng một con vector chỉ có một đối số thì mặc định nó sẽ tách theo khoảng trắng ha. Chúng ta chú ý, nó tách theo khoảng trắng. Tôi ví dụ là tôi chạy nó này để lấy ra thì chúng ta có là trong khi token ha, has more token, nó có là has more token ha. Trong khi nó đang còn có cái dữ liệu thì chúng ta hiểu là cái has more token là cứ hỏi coi nó còn dữ liệu để lấy ra hay không ha. Thì chúng ta sẽ xuất ra ha là sit out token chấm net token
Net token là lấy ra và di chuyển tới phần tử kế tiếp, nhớ ha. Net token là lấy dữ liệu ra và di chuyển qua phần tử kế tiếp. Ta chạy nó này. Thấy không? Này. Mặc định chúng ta test khoảng trắng, chúng ta thấy không? Khoảng trắng này ra được từ học ha. Rồi chứ phải bây giờ chúng ta sửa lại ha. Ta sửa lại như sau này, ta có là string token 2, ta đặt một cái token 2 ha, token 2 bằng new token. Ta truyền s và tách theo dấu phẩy này, phẩy đấy không? Tách theo dấu phẩy thì đối số thứ hai tức là ký tự chúng ta muốn tách. À, là ký tự muốn tách, chú ý ha. Ở đây mặc định không có này, thì là tách theo khoảng trắng. Cái này là tách theo ký tự muốn tách này. Đó. Ở đây chúng ta cũng có ha. À, ta có cái bát này xuống đi. Ta sửa lại cái token thành token 2 ha. Cái này thành token 2. Được chưa? Ta chạy nó này. Thì khác nhau không? À, để tôi xuất lại cái thông báo này dễ nhớ đi. Sit down ha. Đó là có cái ngang này này đó. Để phân biệt ra. Ta chạy ha. Control F11. Thấy không? Này khác biệt này. Tách theo mặc định khoảng trắng này. Tách theo dấu phẩy đúng không? Ta có này. Được chưa? Tách theo dấu phẩy. Bây giờ giả sử chúng ta vừa tách theo dấu phẩy và vừa tách theo khoảng trắng thì sao? Tại vì chúng ta có thể kết hợp tách nhiều ký tự. À, thì ví dụ vậy, tôi sẽ có thêm một cái ví dụ nữa là string token này. Tôi đặt là token 3 ha. Token 3 bằng new token s này, dấu phẩy khoảng trắng này ha. Đấy, thì cứ bao nhiêu ký tự trong đây này, chúng ta hiểu không? Cứ là cái khoảng trắng này là một ký tự muốn tách. Thì cứ bao nhiêu ký tự chúng ta cứ gõ vào thôi. Ví dụ chúng ta tách theo A cộng, tách theo dấu thăng, thì chúng ta cứ gõ ký tự đó vào đây là xong ha. Ở đây chúng ta tách theo dấu phẩy và khoảng trắng thì để ở chỗ này. Tương tự vậy, thất thông tin ha. À, tôi có bát này xuống này. Xuất cái này ra. À, chúng ta thấy cái sự khác biệt nó là gì ha. Thì dĩ nhiên là dữ liệu hiển thị nó không giống nhau. Tại vì do chúng ta tách khác nhau rồi. Đó. Chúng ta chạy ha. Này khác hoàn toàn đó. Đó, này. Này nó tách ra. Vừa này, nó dục khoảng trắng này thấy không? Dục khoảng trắng này. Nó ra từ học này nữa này. Thấy từ học nữa không? Học nữa này. Nó tách ra rồi đó. Còn từ học và từ nữa xuống dòng. Và đây nó có khoảng trắng này. Nó tách ra thành từ học thấy không? Từ mãi. À. Rồi đó là ví dụ về học string token 2 ha. Vậy chúng ta cần phải nắm là khi nào thì chúng ta dùng string token 2, nhớ ha, đó là khi khách hàng không chịu cài version cao hơn. À, vậy chúng ta phải cố gắng đàm phán thì chúng ta sẽ không cần làm này, nó phức tạp. Tại vì cái hàm slip nó hay hơn nhiều. À. Rồi như vậy là trong cái bài này chúng ta đã học về các hàm xử lý toán học. Ví dụ như là xử lý về ngày tháng, về calendar, về symbol date format ha, xử lý định dạng số như decimal format, rồi xử lý về cái toán học và lượng giác. Rồi tiếp theo là chúng ta đã học về các số ngẫu nhiên hay là xử lý chuỗi, đó là string builder, string token 2 chúng ta vừa học. Thì đây là những cái thư viện rất là quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong các ứng dụng của ta. Do đó chúng ta cần phải nắm rõ những cái thư viện này. Bài tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đi vào khai thác về lập trình hướng đối tượng ha, rất là quan trọng. Mọi lập trình viên bắt buộc phải biết lập trình hướng đối tượng, và các công ty tuyển dụng người ta cũng phải tuyển lập trình viên biết lập trình hướng đối tượng.